À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Totanwa Tuyên Quang. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chiến dịch của các anh Viking phương Bắc Snorsor giữa của Wulfric và Thor và Highlock của chúng ta. À, ở tập trước thì mình cũng đã xây dựng được hai quân đoàn, nói chung là tương đối mạnh, của Thor và Wintertooth. Thor Wintertooth và Wulfric Wanderers. Ở tập này thì kế hoạch của mình là mình sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ để lấy một cái món đồ tím tiếp theo. Đây, món này. Đấy, khả năng mình sẽ làm lấy cái món này nhỉ. Sẽ được cái gì đây? Chúng ta sẽ được cái con mắt của khổng lồ à? Thằng khổng lồ một mắt à? Ồ, à ừ. Muốn cái gì thì cái chúng ta cũng làm đấy, đúng không? À, đúng rồi, thằng khổng lồ một mắt này là của bọn Beastmen này, cái thằng ném đá của cuộc họp này. Ờ, ăn thôi. Để kiếm món đồ tím tím. Tức là nó có hai con tướng ném đá của họp à? Cái bọn Noska này nó có ngoài cái skin các cái nhiệm vụ để lấy đồ tím bình thường cho các cái tướng mặc định cho tướng, rồi là các cái đồ mà chỉ tướng dùng được, thì nó lại có các cái nhiệm vụ để lấy các cái đồ tím mà có thể bất kỳ hero nào, tướng hoặc là hero đều có thể dùng được. Và nó có rất nhiều đồ, có 6, tất cả hình như là 12 món đồ đấy như vậy. Nó là một cái lợi thế cũng không nhỏ đúng không ạ? Mà các món đồ tím thì thường là có những cái chỉ số rất là tốt, và hoặc thậm chí nó có thêm cả các cái skill hỗ trợ đi kèm nữa. Và rồi. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là đánh nhau Beastmen. Lấy con mắt đấy. Mình xem qua rồi, con mắt đấy nó sẽ tăng Will Magic khá mạnh cho quân đấy. Will Magic thì thực ra nó chỉ áp dụng cho các tướng mà cho các cái tướng hoặc hero dùng phép thuật. Tuy nhiên là tướng hay hero dùng phép thuật thì cũng đều cần phải có Will Magic đúng không? Will Magic rất quan trọng. Will Magic là gì? Nó chính là cái này này. Cái năng lượng để chúng ta sử dụng phép thuật đây. Nếu không có năng lượng thì đủ năng lượng thì chúng ta cũng không thể chi sử dụng phép thuật được. Đó chính là Will Magic. Rồi. Đến đây nào anh em. Chưa nhìn thấy quân địch đâu nhỉ? Nó có hai thằng ném đá của họp mà, chưa nhìn thấy đâu. Đây rồi. Wulfric Wanderers. Ai à, ném đá mình hơi ác đấy nhỉ? À, bọn rơi à? Bọn rơi điên cắn nhau với rồng. À, con Happy. Cái bọn người chim này thì ăn thua gì? Wulfric the Wanderers. Rồi.
will fight the Wanderers. Chúng bọn này không đủ tuổi. Và chứ mấy con sói mình bảo nhiệm vụ của nó là đi cắn mấy con ném đá của họp mà, nó đi đâu hết rồi. Bộ binh của nó thì để cho voi giải quyết là được. Mấy thằng Minotaur này không thành vấn đề. Quá. Gớm nhỉ. Xong rồi. Giải quyết xong cái đám đầu bò đấy. Sói hơi yếu mà. À, thằng tướng nó này. Sao không cứu giết tướng nó? Dính phua, mấy phát trưởng băng mà vẫn chưa ăn thua. Nó khổng lồ một mắt thì sống dai ghê nhỉ. Sói của mình đâu. Xuống xử nó đi chứ nhỉ. À, chưa bút cái này lên. Để xem nào. Đập chết ngay. Voi đâu? Đi đây. Một mắt này vẫn sống à? À, có quân tiếp viện kìa. Mấy con này khỏe ghê nhở. Rồi lại đây. Thằng tứ khổng lồ nó dẹo rồi. Giết cái thằng một mắt này đi. Rồi đợi voi rồi, dàn hàng đây đó. Con nó đến rồi. Sói chạy nhanh anh xem nào. Sao mình cảm giác mấy con sói này nặng nề hơn mấy con sói đời thấp ấy nhỉ? Chỉ số tốc độ di chuyển nó cũng tương đương nhau mà. Quái quỷ thật. Ô mẹ. Cái thằng khổng lồ một mắt kia nó đây lại có một con một mắt nữa này. Chạy ra đây để ăn nó. Đấy, nó ném quân mình. Nó ném đá mình này. Bọn này điên thật. Bọn này điên thật. Bọn này bị điên này. Đánh nhau với quân đoàn này. Rồng rắn rồi. Lên đây. Sói đâu? Vào. Không cho nó ném đá của họp nữa. Rồng đâu rồi? Suy cho nó phát trưởng. Ôi nó có con ném đá ma thuật à? Nó ném cho đá chùm. Úi. Trưởng băng. Rồi quay nó lại. Úi. Bao nhiêu con sói quay. Sói và bản thân sói cũng là một loài lính khổng lồ rồi mà so với cái thằng trâu này bé quá nhỉ.
Đừng đùa với Bit một chút. Bọn này dẹo sớm. À dạ, nó cắn voi của mình tương đối máu. À đúng rồi, chúng nó là anti-lock mà. Rồi mấy con sói rồi. Ui ôi, gần này con sói mà quay nó cũng là không thua. Bắn cho nó phát tiếp nữa nè. Chửa băng. Ui ôi, nó sắp dẹo rồi. Dẹo dẹo dẹo. Tướng của nó dẹo rồi. Ủa, nó còn một thằng nào đấy giúp ở đây à? Tàn quân bỏ chạy thôi. Cái nhiệm vụ này là làm nhiệm vụ nên là quân của nó khá là mạnh. Chỉ mất 3 con sói. Không quan trọng. Cái chính là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Lại có thêm một món đồ tím nữa để đeo. Rồi. Thêm tí sẻng. Lại tiếp tục thần đại bàng thôi. À, chúng ta đã hoàn thành được cái mức level 2 rồi. Lên cấp độ 2 rồi. Chúng ta sẽ tăng được 20 Will Magic cho tất cả các đơn vị quân. Will Magic này rất quan trọng. Tăng được 20 Will Magic. Cộng tiếp 15 Will Magic cho tất cả các đơn vị nữa cả. Cái món đồ này 20 cộng 15, thế thì full à? Các trận sau mình đánh khả năng sẽ full Will Magic các bạn. Bởi vì có hai cái món đồ này vào thì nó sẽ full. Chúng ta có cái này là một này. Đã cộng được Will Magic cộng 20 rồi. Cái này 20 Will Magic. Rồi. Rồi còn một cái món đồ chúng ta vừa mới kiếm được đâu. Đây rồi. Đeo vào thôi. Trừ 16 leadership. Tăng Will Magic cho toàn bộ faction này, 15 Will Magic. Cộng mỗi trừ 15 Will Magic của kẻ thù. Khiến chúng nó không thể sử dụng, giảm khả năng khám phá dùng phép của chúng nó, đúng không? Skill này hay mà. Rồi. Giờ thì mình sẽ phải Thôi, cặp trại xuống đó. Ôi, chỗ này không được tiền à? Cắm trại ở đây được tiền à? Phí quá nhỉ? Thôi, không sao. Lượt sau chúng ta lại tính. Mua thêm khổng lồ. Chưa có được. Phải lượt mấy lượt nữa chúng ta mới có được thêm thằng hero nữa. Thôi được rồi, hết việc để làm rồi, chúng ta lại qua lượt thôi xem nào. Mấy cái nhiệm vụ này nó bắt làm gì đấy. Đi đến vùng này thì chưa. Cướp cái chỗ này thì làm sao mà cướp được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ... Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái trang đầu tiên của cuốn sách này. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến trang thứ hai làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ gì đây? Dragon... cái đồ này ngon vãi này. Làm thôi. Di chuyển đến Foreign Landing là vùng này đúng không? Nhiệm vụ này cũng không khó. Có lẽ mình cho một thằng pháp sư nó đi đến đấy cũng được nhỉ? Rồi đây này, chúng ta đầy pháp sư.
Rồi. Nó bảo là như thế nào nhỉ? Di chuyển đến đây à? Rồi, cho nó đi đến đây. Mình còn một thằng pháp sư nữa ở đâu nhỉ? Cho đi mở bản đồ. Thôi rồi, qua lượt đã. Nói chung là mình sẽ thử xử lý thằng Kislev trước. Cái thằng hình con đầu con đại bàng kia nó hòa bình với mình rồi, không nên truy cùng tới tận nó làm gì. Tạm thời giờ mình cứ hòa bình được thì mình hòa bình nữa. Đánh thằng nào đánh gọn thằng đấy, không chiến tranh nhiều thằng, mình có quân đâu. Luôn có 2-3 quân đoàn và đã âm một đống tiền rồi. Tiền đâu ra mà nuôi làm quân bây giờ. Ồ, nó lại vào nó ăn hàng, ăn thành của mình này. Thằng này thích chết à? Úi giời ơi, mày mất lửa quân rồi. Thế thì cứ cho nó đứng ở đấy, chết cháy tiếp. Rồi, chúng ta lên level 2. The Norse gods are a maleficent god. Stray from your master now and you will surely. Give yourself fully, however, and you will become their champion, marked for all to see by your pure devotion. More headway. Rồi. Bạn tiếp tục đánh vào đây thôi. Ây à, quân đoàn này của nó mạnh vãi. Absolutely not. Mày phá mất nhà mình rồi. Khỉ thật. Kệ nó thôi, cho nó đứng trong đấy. Mình cứ phải phá gọn cái đám này. Cứ phải phá gọn đó. Tốt. 10% tốc độ nghiên khoa học à? Ơ, con sói nhặt được đồ ngon quét nhỉ? Winterchurch. Giảm upkeep này, ngọt. Mỗi lượt bây giờ mình đã âm hơn 4.000. Đau đầu nhỉ? Đau đầu nhỉ? Shaman Sorcerer. Chieftain of the tribe. This way. Thằng tướng này mới có cấp 7. Chưa có đồ ngon mấy. Cho nó đi đánh nhau một tí đó. Nâng skill à? Ờ, nâng hết cái nhánh này. Cho mấy con... mấy thằng Marauder. Hết mất tiền rồi, mà cũng hết việc để làm rồi. Lần này thì nó chắc cũng không đánh được mình nữa rồi. Mà mình cũng đang hết tiền đấy nhở. Phải đi cứ bóc thêm thôi. Nếu không là mình sẽ nghèo rộn răng đấy. Harbinger of War. Nếu không mình sẽ nghèo dài răng đấy.
Ồ. Còn cái phía bên phía giáp với bọn đã ép rồi này. Nhưng mà mình phải xử gọn bên này đã, xử lý được thằng Kislev đã, rồi bắt đầu mới tính sang bên kia được không? Hê. Tăng 3% tốc độ di chuyển và ngon nhỉ. Ồ, nó toàn hero mới sói nhỉ. Mấy 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 thằng bố to này. Mấy thằng này quái dị nhất rồi này. Ôi sao tốc độ di chuyển của bọn bọn này nhanh thế nhỉ, 40 này. Trong khi mấy thằng này chỉ có hai mấy, ba mấy. Chạy rất nhanh, đam xuyên giáp này, anti-lắc này. Ôi, đánh nhau với bọn này là vỡ mồm đấy. Ôi, khi máu giảm hơn 20% thì cộng thêm 15% và đam xuyên giáp và 15% là sát thương của vũ khí. Vãi! Đốt hết nhà của chúng nó kiếm tiền. Đốt nhà chúng nó. Cứ đốt nhà chúng nó đã. Mày đánh nhau tính sau cái đốt nhà đã. Đánh nhau tính sau đúng không? Rồi. Nó lại bỏ chạy kìa. Ăn thôi. Không có quân đồn trú à? Không có quân đồn trú. Đốt hết nhà chúng nó đi. Wolfric Wanderers. Wolfric Wanderers. Ấy, có hai món đồ tím vào. Kinh không? Nó có cả một cái trưởng băng, trưởng rồng băng. Nó, cái búa nó phải khi bị tấn công bằng bằng cái viên đá này nó sẽ giảm 36% tốc độ di chuyển của cái quân địch cả. Viên đá này tạo giảm leadership của đối phương, sử dụng được 3 lần. Cái này thì rất nhiều lần nhưng mà thực ra cũng chỉ dùng được đến khoảng 3 lần là hết rồi. Không đủ đam để mà dùng nữa, à không đủ thời gian để có thể luyện được lâu nữa. I will not obey. Bring death on the prowl. Rồi. Take what's theirs. Quân đoàn này đủ mạnh để mà kin chúng nó. Nó xem có đồ gì, có cái thành nào nâng cấp được gì không? Ở đây. Để có thêm một thằng đầu bò nữa nè. Thêm một thằng hero nữa. Not likely. Shaman sorcerer. Block lại, cho nó khỏi chạy. Đúng rồi. Đúng block nó lại. No. Nó sẽ không chạy được. Ôi ôi, ăn hơn 7.000 một lượt chết rồi. Sắp phải, kiểu này kiếm đâu ra tiền để mà nuôi con này quân nhỉ? Nhà thì nghèo.
Ôi, bọn đã ép nó Joy Confession hết một loạt rồi. Nguy hiểm quá. Nó đưa quân qua nhà mình là cũng rắc rối to nhỉ. Oh shit, nó giết mất thằng pháp sư mình rồi. Bọn chuột này, à bọn lùn này. Gì ai? Nổi loạn đâu ấy? Nó lại được sàng à? Tốt. À cái thanh còn. Trả tiền cho nô lệ. Hoàn thành nhiệm vụ đến Foreign Landing. Ở đến phát thì bị diệt luôn à? 2000. Rồi. Ô. Di chuyển đến đây. Ô, lại phải đi tiếp à? Chết mẹ ra đó. Nó cắn chết mất thằng hero đấy của mình rồi. À, mua thằng khác vậy. Đằng nào mình mua thêm một thằng nữa. Lại có thằng lửa rồi đúng không? Cộng 10% khi phòng thủ. Thằng này thiên về phép thuật. Đòn của thằng này thiên về gọi là rút máu. Trừ giáp, trừ sức chiến đấu của kẻ thù. Cộng leadership này. Và chiến đấu bất tự quyết tử này. Ngoài nào, di chuyển ra đây nè. Để làm tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của mày là xử đẹp cái thằng này cho anh. Winter Toots. Sói nó lên cấp. Đánh cái thành này đâu nhỉ? Ăn rồi. Quân ủ đồng thế. Đông vãi rồi. Tới à? Thôi đứng đây tí vậy. Tiện thể cướp kiếm chút tiền. Block nó lại nào. Ôi thất bại. Tăng cái này để thêm block nó. Cho nó khỏi chạy. A challenge? Ở chân này. Mày chạy lên quận à? Ôi nó tính kiểu gì mà thằng tướng này cân bằng với mình nhỉ? À nó rất nhiều súng này. Không cẩn thận là mình SML đấy. Nó có súng này. Nó còn có cả pháo. Đội kỵ phóng lựu nữa. Đúng rồi. Nó còn có Crystal. Ba thằng pháp sư. Nhưng pháp sư của nó trận này bị trừ Will Magic. Khá đáng kể. Bọn quái to to này thì cứ để, bọn lính thì cứ để voi xử. Xem nào, mấy thằng bắn súng thì để cho sói giải quyết. Mấy thằng ngựa bắn súng thì để rồng phun nhỉ. Rồng phun cho mấy phát nhỉ. Cái chính là tướng của nó cấp cao. Ăn được, nói chung vẫn ăn được. Quan trọng là cách đánh. Ồ, Will Magic vãi trưởng chưa? Đúng là cái đeo con đồ này vào chất thật đấy.
hai cái con này rất trâu. Nó là pháp sư nhưng mà nó còn mạnh. Không khác để lấy cận chiến. Rồi. Nó xa. Sói rồi, tiến lên theo hai hướng này. Không đánh vội vàng được, đánh vội vàng chúng ta thua đấy. Ai à, bắt đầu ném bom mình rồi. Rồi cứ quay chúng nó vào đã. Quay quay. Đừng đánh vội. Chờ quân lên đủ đã. Wolfix Wanderers. Bắn cho nó phát này em ơi. Wolfix rồi, tiến lên đây. Chỗ này đang đông, bắn cho phát trưởng băng này. Chúng nó đang đông này, bắn cho nó phát. Rồi, sói đâu rồi, can. Sói đâu rồi, can. Can đâu. Con ngựa của nó thì hơi khó nhỉ. Cần một fix wonder rồi. Thằng tướng nó đâu à? Thằng tướng level cao lắm cơ mà, đâu à? Chúng ta có cả cái trưởng này. Sói hết rồi. Ôi làm việc nhanh nhờ. Ôi càn đây. Càn nát chúng nó ra. Sói chạy nhanh mà. Wolfric the Wanderers. Mình rất khó lùa được cái bọn ngựa này. Chỉ có sói thôi, sói mới đuổi được. Sói nó chạy đủ nhanh để lùa. Bắt đầu gọi không cần. Hai thằng pháp sư đủ ăn được cứu nó. Cứu nó chạy rồi. Nó chạy rồi. Truy sát, truy sát, truy sát, truy sát. Chú voi con ở bản đơn. Voi này thì cũng không con lắm đâu, to mà. Đội kỵ bắn súng của nó cũng ghê gớm nhỉ. Thằng tướng của nó đánh nhau với hai thằng hero của mình còn chả ăn được. Cần gì phải đến Wolfix nữa.
Hey, mấy con sói giết cũng ác nhỉ. Đội súng của nó trận này chả bắn được gì cả, bị mình cản, bị mấy con sói nó cản nhá. Dẹp dẹp yên cái thằng Kislev này đã, xong đầu mình sẽ tính là làm cái gì tiếp theo. Có thể là mình sẽ xử lốt cái thằng lùn ở góc trên và thống nhất lốt với cái thằng Norska còn lại để thống nhất toàn bộ phương Bắc. Nếu mà ổn ổn thì mình sẽ đánh lại thằng khó nhỉ, đánh lại bọn Dark Elf ở phía bên kia nó đang chiếm thành của mình ấy. Sợ mình không đủ lực lượng, trừ khi mình kiếm được thêm khoảng vài trăm nghìn nữa thì may ra mới đủ tiền nuôi được nhiều quân thế. Bây giờ mình âm rất là nhiều tiền bởi vì mình mua toàn quân đời cuối xịn, âm tiền khủng khiếp. Nhưng mà chúng ta đành phải đi ăn cướp để kiếm tiền thôi. Rồi. Mỗi trận chúng ta cũng lại kiếm được đó 1.000 đây nữa, 30.000. Rồi. Chúng ta lại kiếm được ít sẻng. Xuống đây. Đó, cứ bóc chúng ta lại thêm tí tiền. Chúng ta có tiền sợ gì? Chúng ta có tiền sợ gì? Sao này chưa có đủ. Có cái áo giáp vũ khí trừ melee attack của các lính bay cũng được. Máu máu con không trừ 22% kháng phép của kẻ thù trong bán kính. Ơ ngon cho income này, income cướp bóc này. Cái này dành cho bọn sói thôi, dành cho mấy con này. Sói đâu đeo vào. Hết đồ chơi rồi. Hết đồ chơi rồi. Ồ, cái này thôi để cho con sói của thằng Wolfix. À, của thằng Wintertooth. Cấp 12. Tăng và đam. Cướp được thêm ít sàng nữa của nó. Ấy, ăn cướp bắt, đỡ tốn tiền hẳn. Rồi, mình chịu khó ăn cướp à? À, phải đi ăn cướp rồi, không không. Ăn cướp nó mới nhanh giàu. Đi làm thì đến bao giờ mới giàu được? Cái bọn lùn này nó update thêm cái bọn Grand Slayer rất là nguy hiểm. Cái bọn củ khi đấy đúng là anti-luck khiếp nhất mà mình đã từng biết ấy. Các cái đơn vị anti-luck khác cũng chưa mạnh bằng nó.
Cái bọn lùn châu chó đấy nó cứ có cái bọn gì nhỉ? Aaron Becker giữ làm hà lập tường rào xong rồi cho bọn bọn dư to để nó chém khổng lồ thì mắc bá luôn. Ê, ra ở đâu đấy? Cướp ở đây à? Lên chiếm lại thành của mình à? Ngọt ngọt, chiếm lại đi. Mình đâu có giữ được. No escape. Done and done. Ủa, có đánh được cái thành nào mà kiếm được sẻng rồi. Shame and sorcery. Turn it to rubble. Thành này của nó, ai là to phết đấy. To thì cũng phải đánh. Đánh để kiếm sẻng. Mình mà không đánh là mình không có sẻng. Trận này cướp phát xong đồ hồi máu đó nhỉ. Một quân của mình đang thương nặng quá. Đây rồi. Ôi, đeo được cái viên đá kia vào, gần như trận nào cũng vui mà dích. Khởi đầu đã 30. Chúng ta thoải mái năng lượng luôn. Nào. Không thể đánh auto được, đánh auto được mình rất dễ mà dẹo. Mất quân nhiều. Không dữ rồi. Không ăn thua. Úi giời. Phá tường thành đã. Báo lửa. Nó đang bị một cơn bão lửa tấn công. Thế nào? Chưa phá được cổng thành, sao xông vào làm gì? Phá cổng thành đi. Ui, nó phun trưởng chết mẹ. Nguyên hai phát trưởng bọn này nó dẹo rồi.
Nhưng tôi chút còn chưa dùng đến trưởng mà. Nó bỏ chạy hết rồi. Netflix Wanderers. Netflix the Wanderers. Cái trưởng này không tấn công xa được. Đây này, chúng nó ở đây. Nó có súng à, kỵ binh à. Con rồng này nó có cái skill băng. Thôi rồi, trận này trận công thành chúng ta cũng không cần phải truy sát cho nó làm gì thì cũng vẫn diệt hết cho nó mà. Rồi, 18.000. Rồi, chúng ta còn kiếm được tiền. Chúng ta còn cướp bóc được thì chúng ta còn kiếm được tiền. Lại kiếm cướp tiếp. Mà không hồi được máu. Nguy hiểm vãi. Công cái thành này của nó xem nào. Quân đồn chú à. Quân đồn chú, không có gì đáng kể. Anh ơi, chiếm cái thành này mình có chỗ để hồi máu đó. À, hay cướp một lượt nữa nhỉ. Cướp đã xong đầu mới chiếm. Hey. Sướng đời, đeo nhặt được cái đồ kia, Wheel Magic với cả hỗ trợ của cái vị thần này được nhiều Wheel Magic ghê. Thờ thần đại bà này rất nhiều Wheel Magic. Đấy. Sư này trâu Will Magic sướng thật đấy. 30 trận nào cũng 30 được, cộng 20 này cộng với 15 của vũ đồ nữa, 20 của
của hỗ trợ của các vị thần. Thành nó đẹp ghê nhỉ. Mày từ đó phá thành đã, đừng xông vào vội. Rồi, tất cả được búp đam lửa. Đam lửa này đánh nhau với ma cà rồng ở dưới này. Mình thích vừa phóng độc mà. À giờ cổng vỡ rồi. Xúc vào anh em. Chưa phá được từ. Chưa giải quyết được bọn trên tường à. Cái bọn Nostar này nó có gần như đầy đủ tất cả các chủ quân kìa. Cái gì của nó mạnh ấy. Hay là nó bắn áp phết nhỉ. Súng à. Sử đội súng nó cho anh. Khét mù. Nào. Úp skill lên. Chưa có lửa, trưởng lửa ở đây. Có trưởng lốc lửa ở đây. Ôi kìa, nó ném bom toàn chết của nó. Rồi, hai. Mấy con rồng này quẩy nát nó rồi. Bay lên. Richie. Đây, nó có đội súng này. Richie. Ôi trời ơi. À. Mày quang cảnh cực kỳ là ngoan rợn. Hả? Đội bắn súng à? Cho đội voi sói rồi, xử chúng nó đi. Chúng nó thích bắn súng này.
Ây da, Winterthut dẫn quân đoàn đi ác không? Nó thích bắn súng. Nó thích bắn súng. Trời ơi. Ái chà, búp cho quân à. Nát tại chỗ rồi. Úi dồi, đi tôi thích. À đá. Ôi, không để ý mấy anh sói ngoài này bị chúng nó cắn kinh quá nhỉ. Thôi rồi, kết thúc trận chiến được rồi. Về đây trận công thành mà. Công thành thì mặc định là khi mà kết thúc trận chiến thì chúng nó cũng dẹo. Ồ, giết được nhiều nhất vẫn là lũ sói. Phải đeo đồ tăng các loại phép thuật cho thằng Winterthut được thôi. Ý, 4.600 thế nào, cướp được 6.000. Nhưng mà nó chiếm được vùng này này. 6.000 à. Cộng 3 leadership khi đánh nhau với loài người. Ngọt. Hồi đã. Tiếp tục hồi. Mã hồi đã. Chieftain of the tribe. Học trưởng lên. Enslave the summoners. The foul taint of this place weakens your warriors. Biết rồi, bị dính corruption, bị dính vùng đất xấu. Your army suffers in the miserable conditions they find themselves, my lord. Rồi tôi hiểu. Vâng, sẽ mất máu khi chúng ta đi trên những vùng đất đó. Hiểu. The hound compels. Mày. Nhiễu này. Rồi, tướng lên cấp ấp kíp đó. Tribesmen gather. Bao giờ có thêm một thằng hero kia nữa thì đỡ. 85.000 làm giàu không khó mà. Bọn này nó định chiếm lại cái thành này đúng không?
chiếm lại. I am the wanderer. Thôi, qua lượt đã. Mẹ mấy thằng Herod của lùn đừng có giết thằng pháp sư của anh nhá. Để anh còn làm nhiệm vụ ấy. Kinh tế của mình bây giờ nó chấp nhận chưa được. Bây giờ mình cứ phải có khoảng tầm 200.000 thì bắt đầu mình có thể mua thêm một quân đoàn nữa. Mà lúc đấy có thể mình sẽ mua quân đoàn cho cái thằng lock mới nhỉ. Mình unlock được cái thằng lock mới nhỉ. Không biết thằng đấy nó mạnh cái gì. Winterthut thì nhìn trông quá đẹp trai. Ai, hai quân đoàn à. À, chiếm lại đất của mình. Tăng kháng phép cho tất cả các quân, giảm quãng đường di chuyển. Cái này giảm hồi máu nguy hiểm lắm. Rồi, lên cấp à? Tăng vào đây đam cho nó trâu. Sói này. Sói tăng tiếp vào giáp. Rồi, kiếm luôn. Lấy chỗ để ở. Lấy chỗ ở, hồi máu. Winterthut. Tăng vào đam, chém cho nó mau. Winterthut này đam to phết đấy chứ đùa đâu. Đam của Winterthut to phết đấy. Slaughter the sheep. Ế, được thêm một thằng này nữa rồi. Có lửa rồi, bây giờ phải có thằng này. Niliatech, ta leadership Asura đi tấn công. Niliatech. Leadership Asura cộng 10%. Bút tinh thần cho đồng đội. Rasa khóa mạn. Rasa khóa mạn. Mấy con chuột này lại sống dậy à? The eagle guides me. Moving out. I submit. Oh. Not with my tail. Nó chưa dẹo hẳn này, nó ở đâu nó chui ra tiếp nhỉ? Champions fall. Done and done. As good as dead. Quân đồn trú thôi mà cũng đông vãi nhỉ? Tới đã chứ? Hồi máu tí đã. Đánh cũng được nhưng mà mệt lắm. Để quân của nó sửa thành tí nữa cướp được nhiều tiền hơn. My challenge, turn it to rubble. Bảy mươi bốn ngàn. Did you say something? Mình không biết có thể đàm phán hòa bình được. Không đánh nhau. Straight to business. West.
feared by all. Tạm thời mình cứ giữ cái thằng này đã để nó làm lá chắn chống bọn đạo ép bên kia. All right. My hand hovers close to. Thằng này nó còn cái thành ở đâu nữa mà nó chiếm được một cái thành này của mình. Quân nó chạy lông nhông đâu nhỉ? Kislev. The bear roar. Kislev nó còn đến 7 thành. Dưới này nhiều thế nhỉ? Đốt hết. Mighty am I. Này có 5 thành. Tribal fury. Phan lượt đã. Fake Wanderers. Đừng có ám sát chết Herod của anh. Để anh còn làm nhiệm vụ chứ. Ô. Nó đang cướp cho đất của mình kìa. Mấy thằng ok, mấy con chuột đây. They can run. World Walker. A battle is foreseen. Sabotage. I am the one. Đánh rồi, hồi được tí máu rồi. Lần này khu vực phía dưới này cứ để Wolfic Wanderers giải quyết. Đánh vòng lên bên trên phải làm nào giải quyết gọn cái thằng Kislev nữa. Nhưng mà mình có vẻ hơi ít các quân đoàn nhỉ. Lấy đâu ra quân bây giờ? Mỗi một quân đoàn thành lập ra lại tốn khớ khớ tiền như vậy ít đâu. Đây là quân đoàn của mình, cũng không phải mất thời gian vây mấy đấy. Được đến đâu là đánh được ngay đến đó. Chứ nếu mà phải mất thêm thời gian vây nữa là không đủ tiền để mà nuôi đội quân này đâu. Âm khá nhiều tiền. Nhưng mà không thành vấn đề. Ta vẫn cứ giải quyết vấn đề một cách đơn giản. Lần này thì cái thành này sẽ bị đốt.
Fuiste Wanderers. Fare proprio. Con chính quy còn chưa vào mà đã loạn sinh động hết ở bên ngoài rồi. Chưa kết thúc trận chiến à? Một phát rộng của nó. Bắn súng à? Thích bắn súng à? Này thì bắn súng này. Tan tác. Hết rồi.
Vu Phích giết được hơn 200 thằng cơ à? Nguyên mấy cái trưởng của nó chết bao nhiêu rồi đâu. Tên của bọn Kislev này cũng rất giống tên của Slaver rồi. Toàn là toàn cái đuôi của mấy anh nhai dép xốp. Toàn mấy anh Nikolai nhai dép xốp. Chúng nó đâu có độ Kiso là cao nhất, chưa có xe tăng. Nhìn mấy con voi to xác thế thôi nhưng mà giết không bằng sói nhỉ, sói cũng giết nhiều hơn. Rồi. Đốt. Ôi ô, âm hơn 8.000 kìa. Auction này. Con này cấp 13. Cái này nó bút cho quân kinh lắm. Búp đam cho quân kinh hồn luôn. Rồi. Ui, đánh mấy trận nữa là xong cái này đấy chứ nhỉ? Battle time is feeding time. I don't think so. Enslave the Southerners. Crossbones. Con sói này có đồ chưa? Có cái gì đeo được thì đeo lên cho chúng nó chứ nhỉ? Hết đồ rồi. Hết đồ chơi rồi. Chieftain of the tribe. Double decamping. To their graves. Trận này auto. Thanh của mình cao này mà. Your allegiance grows ever stronger. So you have devoted yourself completely and you will not be able to form other. Cảm ơn ngài. Một trận nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành cái việc thờ thần rồi. Cái này nó sẽ tăng cho bọn gan này. Bọn khổng lồ. Trưởng lửa này. Sói này. Sói này. Winter Tooth sẽ lên phía này để xử lý thằng lùn trên kia. At last. No stopping me. Xử lý thằng lùn. Phía này thì Wolfix sẽ đánh lên đây. Có thể sẽ đánh sang đây. Ồ, gặp ma cà rồng ở đây rồi.
Ma cà rồng đánh nhau bọn nào ấy. Đốt thành này. Đây, đây. Đây là hết thằng Kislev. Ngập ma cà rồng rồi này. Feared by all. Rồi. 8.000 một lượt. Vãi cả kinh tế. Làm kinh tế như này thì có mà mắc dầu. Trời ơi. Northman come. Kệ thôi, nào nào được. Đành phải chịu thôi. Nhưng mà mình phải tính như nào trên nền kinh tế của mình cứ suy sụp này. Đến sắp thất, sắp phá sản nơi. Ba quân đoàn có vẻ hơi căng nhỉ. Hai quân đoàn thì có lẽ êm êm. Chuột chiến tranh với Avanon. Avanon. Ôi. Thằng thằng lùn kia nó đang vào đất nhà mình kìa. Gớm chưa? Nó đang định vào đất của mình. Thành này lại không có khả năng phòng thủ. Mình thua. Don't think so. Marauders all. This way. My ice age comes. Who's going to anyway? Trampling. Shatter skulls. Wow, chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ này. Như vậy là chúng ta có thể unlock thêm một thằng tướng nữa rồi. Sẽ có chuyện gì xảy ra đấy? Devotion is unmatched, my lord. But take heed of your actions and watch the horizon carefully, for you have enraged the other gods and they come for you now, sending their most prized champions to challenge you. Total devotion. You give yourself to the eagle as its mighty champion. Go forth with the gifts of magic and torment in the eagle's name. Chết mẹ. Chui đâu ra mấy cái quân đoàn này? Ôi, mình phải đánh nhau với hai cái bọn này á. Đã nghèo thì chứ. Demons of souls for the reaping. At the guard. Take what's theirs. Moving out. We suck. God from we. Đâu, đây là chúng ta có thể mua thêm một tướng nữa chứ nhỉ? Đâu? Tướng đại bàng đâu rồi? Đây rồi. Tướng này tướng phép thuật à? Tấn công magic, leadership thì vãi trưởng luôn.
Thôi được, cứ để đấy đã. Làm gì có tiền mà mua lắm quân thế. The Eternal Challenger. Mà tính là chạy thế nào để còn hồi máu nhỉ? Không là chết dở. Unroot. This is folly. Không vội vàng, không hấp tấp được. Không kịp hồi máu là có thể mình dẹo đấy. Đang bổ sung quân à? Đang bổ sung quân để sao đánh nhau với anh à? Thành này của nó to. Cho thằng này dẹp được. Dark execution. I can. Sleep. Sleep. Thằng này nhiệm vụ đi đến vùng này mà đúng không? Rồi. Tập sau mình sẽ phải làm nhiệm vụ lấy cái đồ này. Đồ này ngon không? Cộng 10 Charm Bonus, cộng Leadership Asura 15%. Có một cái trưởng nữa. Có thể đồ này mình sẽ trao cho thằng này. Thằng Talk. Vùng này có thể. Nhưng mà cứ gọi cái thằng tướng kia lên xem nó thế nào đã nhỉ. Xem nó đẹp trai xấu trai. Ôi ôi. Vãi, gọi nó lên phát bất mẹ em 3000. Sao nó không có level level gì này. Không vào được thông tin cá nhân này. Ôi nó full skin hết luôn à. Ôi, kháng 95% sát thương. Thế thì chết đéo được. Thôi xong. Thằng này quá khủng. Chết vỡ lợ rồi, 9000 một lượt. Big on. Đeo đồ vào được. Nó có thể đeo đồ nhưng mà không thể xem bản skill à? Nó là tướng huyền thoại à? Không lên cấp được nữa thì phải. Nó có cái thanh kinh nghiệm đó. Đó, skill của nó đây này, mắc rồi. Không cộng được skill. Kỳ cục. Thôi kệ nó đã. World Scourge, chieftain of the tribe.
Grab the Skiro. Yeah, có thằng tướng này đứng gác ở đây thì chắc chúng nó không dám công vào cái vùng này của mình rồi. Thằng tướng này chết quá nhỉ. Nó vẫn đeo được đồ nhưng mà mình không xem được bảng skill của nó, mình không xem được hỗ trợ skill cho nó. Vãi, mỗi một tôi mất hơn 9.000, quả này chắc mình sắp phá sản thật. Nó sẽ ra tăng level cho khi chúng ta tuyển Herod là sói hay là con Flammy. Sói đi, bởi vì là Flammy gần full rồi. À, có thanh kiếm gì đây? Đâu, tuyển mấy con sói cho thằng này. Jagabonut. Được 7 con, mỗi loại 7 con này. Tối đa là 10 con thì phải. I guide the tribe. I'll take that. Do you take me for a wazak? Làm hero thế. Despoil and ravage. I eat my enemies. Eat their meat. Your will. Thành này không có quân đồn trú. Kiếm thứ thóc. Giảm được khá nhiều tiền đấy. Giảm được khá nhiều tiền. Xây cái tháp canh này đã. Twisted thoughts. Set treachery. And death follows. Where's my next quarry? Fake Wanderers. Finally, a fight. I'll challenge you. Không có quân đồn trú à? Auto. Ui, 25.000. Được. Kiếm được bộ tiền rồi. Lại thêm được một món nữa. Kiếm bộ tiền. Bọn Kislev phải nói chiến tranh với những ai vậy? Kislev. Alari, welcome. What brings you here? I cannot. 5.000, cướp được. Như thế này thôi cũng đủ để khiến chúng nó không dám trèo lên đất của mình rồi. Chỉ cần thằng tướng này đứng gác đây là nó đã không dám trèo lên rồi.
chieftain of the tribe. Vale. Nostar vẫn còn rất nhiều quân ở đây đấy. Hình như mình không nhầm thì sau cái nhiệm vụ mà mình hoàn thành cái việc thờ cái vị thần này thì sẽ dẫn đến một tình trạng là khi bọn Chaos nó ra thì mình sẽ có hai lựa chọn là theo chúng nó hoặc là không theo. Nếu mình lựa chọn chống lại Chaos thì hình như mình sẽ nhận được cái hỗ trợ là giảm 75% upkeep cho thì phải. Và nếu mà giảm 75% upkeep thì có lẽ là mình sẽ gần như là không tốn tiền nuôi quân. Thằng Lin này bây giờ nó mới đánh mình. Nó vây từ nãy giờ thì nó không chịu đánh. Ôi nó đốt mới đau chứ. Thằng chó chết. The undead, my lord, under the thrall of their vampire masters, no doubt. Vampire. Stay alert when dealing with the midnight aristocracy, lest their treachery overtake you. Và tôi cũng biết cái bọn vampire ở vùng Sylvania rồi. Bọn đấy thì rất là hổ báo. Vampire rất thân với mình. This night, Sylvania greets thee for insolence. Được, bạn thời thân với nhau là tốt rồi. Nó đang chiến tranh với bọn Empire. Mặc kệ chúng nó. Did you say something? I go. Wulfric. Done and done. Offerings of death. Bây giờ thì thờ thần nào cũng thế nhỉ? Yeah. Mắc rồi còn đâu. Bây giờ thì chúng ta bị khóa tất cả rồi, thờ ai cũng thế. Nó chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Già tăng giáp này, tăng 10 giáp đáng kể đấy. What? On the path. Lăng lên. Asinine battle. I eat my enemies. Winter Tooth. Ôi, nó lắm cái bọn búa to thế. Did you say something? More throats to slit. Phá nhà mình. Battle time is feeding time. I can. Yes. Tremble, weaklings. Move on them. The eternal challenger. Hmm.
Sau này thì nó không cần thằng tướng này nữa nhỉ? Chỉ cần thằng pháp sư lửa để tấn công lửa thôi. Bởi vì nó đã bản thân nó đã có sẵn một hero rồi. Nó là một tướng phép thuật rồi. Nó đã có rất nhiều rồi. Trừ giáp với trừ ánh của đối phương rồi. Dirk Warman. Yếu, vùng này tên sau nổi loạn này. Cho Wu Fix về thành để hồi máu xong rồi làm nhiệm vụ này. 61.000. Mình âm khá nhiều tiền. Giảm grow, giảm tiền cướp bóc, grow thì mình có cần nữa đâu. Mình mắc rồi mà. Đấy đây để hồi máu đã. Ui, nó cắn mình con này mất nhiều máu thế. Dùng pháp sư cắn mình à? Refuse. No. Absolutely not. Không có gan đánh vào đây đâu. No, need my warp token stash. Enslave the Southerners. All will perish. The crow directs. Ôi, không kí máu nữa. Overrun the world. Lord of the Monsters. Wanderers. Quân nó ít thôi nhưng mà bọn này nó có lắm nhất thằng nó to này ghê ghê. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị thì các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.